Chào mừng các bạn đến với Mi Podcast Gen Z chả biết gì. Các bạn đang coi podcast Gen Z chả biết gì ở trên kênh Mi Podcast và tất cả các nền tảng của Metaverse Entertainment. Lại là mình, lại là Sơn Trịnh, 19 tuổi. Hi mọi người, mình là Vani, mình cũng 19 tuổi. Say hi, mình là Công Ken, năm nay mình 18 tuổi. Mình là Thiên Ân, năm nay 19 tuổi. Mọi người uống rượu từ năm bao nhiêu tuổi? Nếu như bảo là uống rượu một cách gọi là cố tình thì chắc lâu, chắc là kiểu như là rất là lớn rồi mới uống. Nhưng mà nếu như vô tình thì chắc em nghĩ tầm lớp 6, lớp 7 gì đấy. Vô tình uống. Không biết là mọi người có hay bị hay không, nhưng mà hình như là cái phong tục ở rất nhiều gia đình á, là những cái người phụ huynh hay cho con nít uống rượu lắm á, uống rượu uống bia á. Lúc mà đang kiểu đang có party trong nhà rồi nó rất là hay cho uống á, nên là có thể là lần đầu tiên mọi người uống mọi người không nhớ là lúc nào luôn á, có thể là 2-3 tuổi tầm đó luôn á. Nó có một cái phong tục như thế. Không, em nhớ lắm anh. Gia đình mình rất là truyền thống các bạn. Không bao giờ có cái chuyện mà rượu bia như vậy đâu. Còn chị thì sao? Đúng vào ngày cuối năm lớp 12 là mình đụng vào giọt bia đầu tiên. Ủa, nhưng mà ai cho chị uống? Trốn gia đình đi uống ạ. Ừ, nhưng mà ai rót cho chị á? Sao mà hỏi sâu quá? Đây là câu hỏi phải là chị đi uống cùng ai đúng không? Người nào đưa chị vào con đường rượu bia? Còn mình nhá các bạn thì mình bị chuốc. Thật sự với các bạn luôn là mình không có bao giờ mình chủ động đâu. Mà mình bị chuốc vào cái lúc 18 tuổi. Là vừa mới đây luôn đấy. Còn anh thì em nghĩ là chắc anh uống từ 5 đến 3 hả? Không, nhà anh thì cho anh uống vậy. Nhưng mà mình là mình ý thức được việc mình uống bia rượu từ năm lớp 9. Nếp nhăn nhiều. Không, tại vì áp lực cuộc sống của em. Năm lớp 9 anh đã chịu rất nhiều áp lực cuộc sống rồi. Kể nhanh những loại rượu bia mọi người từng uống. Dom Perignon. Rượu mơ. Tequila. Sài Gòn. Bia craft. Bia Tiger bạc. Bia Tiger đen. Bia Tiger nâu. Budweiser. Bia sư tử trắng. Bia. Ba. Bia. Chẳng qua là mình sợ mọi người nghĩ mình bad boy thôi. Bia gừng, ginger beer. Ok. Hennessy. Henneken. Nó là cái gì vậy? Rượu tại sao mình lại không đếm nhở? Sao mình không đếm nhở? 3, 2, 1 chứ còn gì nữa. Bình tĩnh bên kia chưa nói. Rượu rắn. Rượu rắn hổ mang. Nếp vát. Chivas. Rượu đơn lăng. Rượu hoa. Khoan, xí. Rượu hoa lận. Người ta qua rồi đừng có ghi lại nữa. Qua thì qua đi. Không được, rượu hoa là rượu gì vậy? Tức nghĩa là tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này thì mình đều có thể ngâm thành rượu. Johnny Walker. Là cái gì đấy? ê, Sơn làm gì đấy Sơn? Đưa cái đầu này. Trợ giúp mà. Thể hiện. Sao Sơn không nhắc công? Rồi sao không đánh nữa? Tại đây hỏi, tôi không hỏi đâu. Bạn nhắc em mà sao em đánh bạn được? Ở đây ai đã từng đi ba rồi giơ tay. Thôi mà đừng như vậy mà. Đưa có cái gì đâu. Ai là người dắt bạn đi ba lần đầu tiên? Em là người dắt những thứ đứa khác chứ em chưa bao giờ chị dắt. Thế là Sơn playboy à? Không, ủa đâu? Ba, cái này là gọi là ba boy. Vì cô gái anh đi ba. Tại vì cái bạn anh thích á, và lúc đó thì là cái bạn đó rất hay đi ba, đợt đó là Bùi Viện. Trời, rất hay đi luôn. Nên là giờ mình muốn tiếp cận người ta thì mình phải vô cái môi trường. Ui, người ta chết, tốn tiền chết. Vì vậy nên là tiền anh chưa bao giờ là vấn đề với anh. Không. Wow. Vấn đề thể hiện thôi. Anh có. Nên là anh đi một hai lần, xong anh hết tiền, xong anh xin vào ba đó làm luôn. Lần đi quẩy tốn kém nhất của bạn là bao nhiêu tiền? Thường đến lúc thanh toán em hay đi vệ sinh. Em cũng không biết là mình tốn bao nhiêu. Em sống vậy hơi nghiệp nhá công nhá. Có cái gì đâu, thì cũng có mấy ai rủ em đi chơi đâu. Không, cũng hay, cũng có nha, cũng có cái vụ đó thật nha. Mọi người bảo là đi thanh toán là đi vệ sinh và có rất nhiều nha, anh đi anh gặp rất nhiều. Nhưng mà quan trọng là mình phải có kỹ năng anh. Đi vệ sinh mà lộ liễu mà theo cái kiểu mà phô quá thì lại không hay. Thì em thử coi cái kỹ năng của em là như thế nào, chọn cái thời điểm nào để đi vệ sinh. Em sẽ không bao giờ em nói với nhiều người, em chỉ khẽ vỗ vai người chủ tiệc thôi. Như nào nhỉ? Đi vệ sinh xíu, mắc quá. Tính tiền mà. Đi vệ sinh xíu lát quay lại. Đó,
em chỉ nói với cả một người thôi chứ em không có nói với cả quá nhiều người. Thì đấy là cái bí kíp của em. Anh là lần đi tốn kém nhất của anh là lần đó là bị sĩ giảm. Sĩ về đúng cái người đấy luôn. Không, người khác. Lần đó mình đi du học xong rồi về Việt Nam chơi, bị sĩ hết 7 triệu. Đó, tất cả mọi người ạ. Những cái sai lầm đều phải trả giá bằng tiền bạc. Và đấy, thì còn công Ken thì công Ken đã nói rồi là đi vệ sinh, biết thôi. Thế còn chị? Không tốn một đồng nào cả. À, ừ, đúng rồi nhỉ. Ui, con gái được đẻ đã hay nhỉ. Ôi. Nhưng mà mọi người nghĩ sao về việc là mình sẽ skip cái đoạn tính tiền cho con gái, tại vì rất là nhiều người có cái quan điểm đó, nhưng mà ở Mỹ tụi anh thì không làm vậy. À, em thì em thấy không phải, không nên là như thế. Tức là dù gì mình cũng đang đi chơi với nhau mà, đâu phải là mình mời người ta hay là mình hẹn hò với người ta hay là mình hẹn người ta đến chỗ đấy hay như nào đâu. Mình đang đi chơi mà. Tốn kém nhất mà mình đi là suất bill 12 triệu. Wow. Thì đấy là một trong số những kỷ niệm khá. 12 triệu là công ăn được 2 năm bữa trưa đấy. Kỷ niệm say khiến bạn đội quần. Hãy kể về kỷ niệm đó. Thôi, Sơn trước đi. Nghe bảo Sơn vừa nãy là Sơn thể hiện này, Sơn nhiều mối lắm này, thì Sơn kể trước đi. Đáng tiếc là em chưa say đến cái mức mà làm bản thân phải bị xấu hổ. Em luôn tự hào là mình là một người khi mà say vẫn chưa bao giờ để người khác trở về nhà. Tức là em vẫn đủ tỉnh táo để lái xe, vẫn đủ tỉnh táo để làm mọi thứ. Ủa, nhưng mà có cồn vào trong người thì làm sao mà lái xe? Thôi thì pháp luật đừng bắt tôi. Nhưng mà cũng có khá là nhiều lần mà em say mà em lái xe về rồi. Và kiểu những lần đấy em đi rất là chậm, đi kiểu khoảng tầm 20 km/h và đi sát vào cái lề đường mà có khá là nhiều người nhìn em. Sơn... em cũng nhận ra việc đấy. Ồ, Sơn yên tâm nhá, chương trình sẽ ghi lại cái đoạn này và phát đi phát lại. Làm sao để mà chính quyền vào cuộc thì thôi. Sơn cứ yên tâm nhá. Đoạn này đừng viral được không? Nếu viral thì viral. Nếu người... viral thì đừng viral à. Mọi người hãy cùng chung tay một nút share cho cái khoảnh khắc này được không ạ? Còn chị thì sao? Nói chung là đô cũng cao đó. Wow, kinh á. Trời ơi. Không anh, cái ở đây một phần là do cơ thể hấp thụ, một phần nữa là do mình phải có bí quyết. Còn riêng đối với cả công Ken thì thật sự là sao trầm khúc này dữ trời. Xấu hổ lắm chị ạ. Tức nghĩa là cái hôm đó là em đi với cả một hội bạn của em. Mọi người uống, mọi người say hết rồi. Và thường thường em có một cái tật ấy là em luôn luôn bỏ về trước. Tức nghĩa là mọi người ngủ hết rồi, nằm lăn lễ bỏ toài đấy hết rồi, tự nhiên 2 giờ sáng em tỉnh. Em tỉnh mộng, thế là em bỏ về trước. Lúc đấy em vẫn còn loạn choạng. Dưới cái sảnh chung cư đó có một cái xe công an. Thế là sáng dậy mọi người inbox, mọi người bảo tăng công đâu rồi? Tăng công đâu rồi? Sao bad trip thế này? Sao nó cứ đi suốt, nó cứ bỏ về giữa chừng, không biết nó ở đâu thì lại sợ em bị công an bắt. Thì lúc đấy em về, lúc đấy em book xe em đi về. Thì rất là không may, phụ huynh ganh, mẹ em còn thức. Mẹ em đứng ở trước cái cổng. Lúc đấy mọi người tưởng tượng là cái sảnh chung cư của em như này này, nó có hai cái mặt tường đối song song. Em say mà em ngã sang bên này, em ngã sang bên kia, em ngã sang bên này, em ngã sang bên kia. Em tìm mãi mới được cái cửa nhà của em mọi người ạ. Thế xong rồi là em mở cái cửa ra thì em thấy mẹ em. 3 giờ sáng 4 giờ mày đi đâu về đấy? Mày đi đâu về? Tao thật sự là tao xấu hổ. Tao không ngờ là mày lại đổ đốn như thế này. Thế là em phải gồng mọi người ạ. Em phải gồng. Em phải gồng. Mắt em nó đỏ lè luôn. Em chống lại em bảo con lớn rồi, cuộc sống của con tự đi. Xong rồi là em trụ không nổi nữa. Thế là em chạy phi một mạch vào nhà vệ sinh ở phòng của em. Em hỏi xong hết. Em ói liên tục, nằm bẹp vào giường ngất luôn. Đến 4 giờ chiều hôm sau, nghỉ học luôn đấy. Còn anh Nhân thì em nghĩ là cũng nhiều đấy. Mà em nghĩ là anh là cái kỷ niệm của anh chắc chắn sẽ dính dáng tới crush. Hoặc là những cô gái. À không, chắc là hình ảnh anh nằm ở giữa cái hành lang ở một cái quán karaoke ở khu Phúc Lộc Thọ ở California là mọi người ở bên đó chắc là bị viral rất lâu rồi, từ năm 2018 rồi. Đó là lần đầu tiên anh tới Cali và hầu như là lần cuối cùng anh tới Cali cũng vì cái sự kiện đó. Là qua bên đó xong rồi lúc đó là anh qua Cali chơi với lại hai người bạn của anh, rồi sau đó là mấy người đó gọi một các bạn xung quanh tới và có bạn nữ nữa.
Wow. Xong rồi gọi mê. Tháp bia. Anh nhớ là tháp bia đó là năm 18 à, hay là bia gì đó gì anh không biết, nhưng mà nó rất ngọt. Nó rất ngọt kiểu trái cây ấy. Đó. Mà nó chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Và mình uống rồi mình thấy ôi cái này trái cây mà đâu có nặng bằng mấy cái bia mà mình hay uống, Heineken đồ này nó không bằng đâu. Xong rồi cái thằng bạn anh thì lái xe không uống, xong người ta cứ ép nó uống. Anh lúc đó là anh để uống giùm cho, là anh uống double tất cả người còn lại. Và cuối cùng thì bị blackout, mọi người không biết là kiểu bị sập nguồn á, có nghĩa là gãy ngang, nó không phải là từ từ mệt rồi chỉ là đùng cái xong rồi sập. Anh không biết là anh sập từ ly thứ mấy, anh không biết sập vào lúc nào luôn, là sập cái đùng. Và xong anh chỉ nhớ là lúc đó là cái ký ức nó hiện lên giống như mọi người thấy trong phim á, mà lâu lâu mà nhân vật mở mắt ra xong thấy một cái cảnh mới á. Đó, tự nhiên mở mắt ra anh thấy mọi người đang nhìn mình, xong rồi nhìn mở mắt ra thấy mình ngồi trong toilet, xong rồi mở mắt ra thấy mình đang nằm ở cái hành lang, xong rồi ỏi tè le. Trời, bạn anh phải tip rất nhiều cho nhân viên nữa, mà may là cũng là người Việt Nam, không cái quán karaoke đó của người Việt Nam đó, xong rồi dọn. Nhưng mà sau đó là tất cả hình ảnh của anh nó được viral kinh khủng vào lúc đó, và đó là không bao giờ quay trở lại. Thì hồi xưa em đi làm phục vụ cho quán nhậu ấy, mà em gặp phải cái trường hợp của anh á, chắc là em có 113 thôi chứ em không có làm gì. Thì em ghét nhất những cái trường hợp mà ói một cách vô tổ chức và vô tội vạ. Có ói thì mình về nhà ói. Nhưng mà nếu mà có bạn nhân viên đó coi cái số này thì xin lỗi. Lúc đó mình không thể nào mình trực tiếp xin lỗi bạn được, tại vì ngày hôm sau là mình trốn rồi, nhục quá trốn rồi. Tức là cảm ơn và xin lỗi bạn rất nhiều. Lý do mà mọi người đi ba này nhiều nha. Nhiều. Có cái lý do gì ngoài vui? Không, buồn chứ. Người ta đi xả stress ba. Anh là hồi đó thôi nha, tại vì bây giờ thì bận rồi. Nhưng mà hồi mà anh còn đi làm công ăn lương bình thường ấy, là cứ nhận lương hàng tháng ấy, thì hầu như mỗi tuần anh đều vào ba một mình. Là anh ngồi ngay chỗ cái quầy ba ấy, anh kêu đúng ba ly, anh uống xong anh đi về, anh đi ngủ. Em thì chỉ đơn giản thôi là tại vì người ta hay kêu là vào đấy để tìm kiếm tình yêu á. Em vào bởi vì em tò mò. Okay. Tại vì bạn bè của em chúng nó đi hết rồi. Còn em thì hơi hướng nội ấy. Em... Khoan, khúc này. Em hướng nội ấy. Đúng rồi, em hướng nội lắm. Em ngại quá, chị bỏ tay ra. Em vào đấy để em tìm kiếm cái tình yêu thôi. Nhưng mà em thấy em cứ lắc mà cũng chả đã ai đến xin info. Không, nhìn mặt em họ đủ chạy. Nói chung nó phải có kỹ năng. Em kiểu như vô ba để mà mọi người tìm kiếm tình yêu phải có kỹ năng. Nó là một cái môi trường để tìm kiếm tình yêu, ok, đúng. Nhưng mà không kỹ năng thì cũng không tìm được đâu. Thực ra em nghĩ cũng không hẳn là cũng đúng, nhưng mà nó đúng khoảng 50%. Tức là mấy cái kiểu như là mấy cái pub hay là mấy cái nơi mà để ngồi uống rượu ấy, mấy cái nơi mà kiểu ngồi nó yên tĩnh một chút, nó kiểu nhạc nhẽo du dương các thứ, thì đấy là cái nơi mà kiểu rất là dễ để kiếm được một cái potential partner. Nhưng mà ngược lại thì đối với cái môi trường mà kiểu nightclub ấy, kiểu đi bar, kiểu nhạc sập sình ấy, thì nó lại là một hơi môi trường hơi khó kiểm soát. Thì nó cũng có thể là một cái ngược lại so với cái kia. Em thấy ở cả hai môi trường em chả kiếm được ai. Đi xả stress. Wow. Một cô gái có nhiều nỗi niềm và nội tâm. Không, stress đó thì chắc nó thiên về là sao ta? Bí ý tưởng trong học tập nè, trong công việc kiểu vậy. Ồ, vào đó là có ý tưởng học tập luôn. Đúng rồi, wow. Tại vì học marketing mà mọi người. Wow. À, chết quên. Nó còn rất là nhiều cái sự sáng tạo và vô trong đó. Bay bổng đó. Mình không khuyến khích mọi người nha. Cái đó là do suy nghĩ của mỗi người nha. Chị mang laptop vào đây không? Có. Em nhớ là có hai lần em đi bar và em có mang laptop vào. Thì mọi người nhìn khá là nhiều. Và em cũng thích cái sự chú ý. Đúng thế. Thực ra em nghĩ là em chắc sẽ có thêm một lý do nữa. Tức là em rất là thích nghe nhạc. Và em nghĩ là DJ ở Việt Nam thì cũng có khá là nhiều người đánh khá là hay. Thì nói chung là em thấy em thích nhạc hay. Những trò chơi hay là những cái hoạt động mà các bạn biết hoặc là đã được trải nghiệm khi mà đi bar. Mình có biết trò chơi con vịt đâu. Anh chơi mình đi. Không, bây giờ chơi thử nè. Ok. Bây giờ chơi thử luôn nè. Người đầu tiên sẽ nói là một con vịt ha. Người tiếp theo là rớt xuống ao. Xong rồi người tiếp theo là tụm. Đó, còn nếu mà anh nói là hai con vịt thì rớt xuống ao. Thì ở đây là phải rớt xuống ao nữa. Là hai con vịt mà. Nên rớt xuống ao, tụm. Xong rồi nếu mà năm con vịt thì sẽ đếm cái số lượng rớt xuống ao và số lượng tụm phải đúng nha. Nếu không đúng, mọi người không tập trung thì uống một con vịt. Tụm.
Ủa chơi cái gì đấy? Một con vịt rớt xuống ao rồi mới tụm, nó rớt xuống ao rồi mới nghe được cái tụm chứ. Sao em hay skip mấy cái khúc quan trọng? Ừ rồi thì rớt xuống ao. Tụm. Ba con vịt rớt xuống ao. Tụm tụm tụm. Ủa? Ủa? Này. Ờ hai con vịt rớt xuống ao. Tụm. Cái gì đấy? Bốn con vịt rớt xuống ao. Rớt xuống ao. Rớt xuống ao. Rớt xuống ao. Tụm. 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 Yeah. Tụm. Yeah. Cuối cùng. Cuối cùng. Tai loli. Dễ. Trò dễ. Em có một trò. Em có một đứa bạn nó cũng khá là nổi. Thì nó nói tương đối là nhiều trên mạng. Và nó bị một cái là nó hay nói là ý là, ý là. Thì bọn em đã từng lướt cái TikTok của nó. Mỗi lần bọn nó nói ý là bọn em phải uống một ly. Và kiểu sau khi bọn em lướt hết được cái TikTok của nó thì đứa nào đứa đấy cũng gục hết rồi, cũng nằm hết rồi. Uống và nói thật. Thách là thật chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thách. Nhưng mà thách. Thách chỉ được trong cái phạm vi bàn này thôi. Okay. Chứ không có đứng dậy mà lôm nhôm vô tổ chức là không được. Không đi ra bàn khác, không đúng đi rồi. Gây mất trật tự xung quanh. Đúng rồi. Rất là văn minh. Đúng vậy. Ừ. Anh Ân sẽ hỏi mọi người. À. Và căn bản anh cũng phải trả lời cái câu hỏi đấy luôn. À. Mình chơi một lượt thôi, tức nghĩa là mỗi người chỉ hỏi một câu thôi. Em mất trên năm bao nhiêu tuổi? Đã yêu ai bao giờ rồi? Sai. Sai. Sai rồi. Sai rồi công ơi. Chọn đi em. Bây giờ như thế nào nhỉ? Thách hay thật ạ? Ủa chị ơi, như thời lượng chương trình của mình sắp hết rồi. Thì thôi, mình hỏi cái câu hỏi không theo, không trả lời thì anh đập thôi. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Ủa tại sao mình lại cho ông này hỏi đầu tiên ta? Anh đã lừa tình biết bao cô gái. Số lượng á? Ừ. Và kể tên người ta ra luôn. Nó số lượng nhiều ấy. Số lượng quá lớn ấy, làm sao mà anh có thể đếm được. Anh không trả lời đúng không? Anh trả lời rồi mà, chân lý thuyết anh trả lời anh không nhớ được mà. Thì thôi cứ đánh đi, tại vì anh cũng không nhớ được số lượng. Thôi đánh đi. Này, ủa? Cầm hộ. Đánh rồi mà. Tí. Cầm hộ, cầm hộ. Ôi, cầm hộ. Bị liệu, bị liệu mọi người ạ. Xa quá mọi người. Chết, xin lỗi mọi người nha. Bị liệu ạ. Tiếc quá. Đánh một chấn thương. Mà chị. Chị hỏi ai nhỉ? Chị hỏi tất cả mọi người ấy. Ủa đâu? Cũng được. Nói chung cũng được, muốn hỏi ai cũng được. Muốn hỏi ai thì thôi mà thôi chị hỏi anh mà. Anh đã có bao nhiêu lần có mối quan hệ FWB? À, dưới 10. Thôi cũng được rồi. Thôi cho qua đi chị ạ. Cho qua đi ạ. Còn anh Sơn. Chị đi uống bia, cái lần đấy đi uống bia có về nhà không? Chưa có một cuộc vui, cuộc chơi nào mà chị không về nhà. Ok, thế thôi em hỏi thế thôi. Về nhà. Phí hoài cơ hội. Ủa, anh mất lượt. Ê, được chơi trò nữa không? Trò gì ạ? Trò đi chợ. Toàn những cái trò gì không ấy. Đi chợ. Con vịt rồi đi chợ. Không, không, trò đi chợ thì mình chơi một round thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là vui. Ừ, anh phổ biến nó chơi đi. Ok. Nè, anh sẽ là đi trước ha. Sẽ là đi chợ. Anh sẽ mua một thứ. Và sau đó khi mà tới lượt em á, thì em sẽ đi chợ. Em mua cái thứ của anh. Và em sẽ mua thêm một thứ nữa. Và tới bạn này bạn phải nhớ được ba thứ. Và nhớ cộng lên. Ok chưa? Ok. Anh đi chợ mua quần bơi. Anh ấy đi chợ mua quần bơi với cả ớt chuông. Anh ấy đi chợ mua quần bơi với cả ớt chuông, với cả dầu gội đầu. À, anh ấy đi chợ mua quần bơi, ớt chuông, dầu gội đầu với mấy con vịt rơi xuống ao. Ai mượn vậy Sơn? Đi chợ mua quần bơi, ớt chuông, dầu gội đầu, mấy con vịt rớt xuống ao, đồng hồ Rolex. Anh ấy đi chợ này, mua quần bơi này, ớt chuông này. Đây rồi. Mấy con vịt rơi xuống ao. Ok. What? Dầu gội đầu của tôi đâu? Mua dầu gội đầu làm gì vậy? Mua ớt chuông để làm gì? Mua chuồng xào thịt mấy con vịt à? Sao mang rượu khô đi nhá. Nãy giờ đi ba là chắc là ở trong góc nào rồi đấy, chứ không còn ngồi ở bàn đâu. Hóa ra là đến lúc thanh toán đi vệ sinh là bởi vì uống nhiều quá anh ạ. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, lúc đấy công còn tỉnh táo nữa đâu Sơn. Mọi người nghĩ sao về chất kích thích?
Chất kích thích ở đây cụ thể là gì nhỉ? Nhiều. Chất nói chung, chung đi. Nói chung. Nói từ nặng tới nhẹ. Theo anh thì anh sinh ở cái lứa nó giữa giữa. Nó giữa giữa tám già. Già cũng không già mà trẻ cũng không trẻ, nên là nó đang phải hội nhập á, mà hội nhập một nửa. Nên là không biết là nên là cái đó là Mỹ quá hay là thuần phong mỹ tục Việt Nam, mình nên chọn cái nào? Thật sự anh cũng không thể nào mà coi là một cái thế hệ Y mà thuần Việt Nam được. Đúng rồi, nên là đối với anh thì chất kích thích ở một số loại, ở đây có một số loại tạo khói, thì đối với anh nó vẫn ok nếu mình sử dụng. Thứ nhất là nó không vượt ngưỡng cho phép, tại vì một số quốc gia nó cũng hợp thức hóa rồi. Và thứ hai là mình không làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình thì nó cũng ok. Còn đừng có lạm dụng quá, giống như là nhiều bạn là phải có khói để mà các bạn cảm thấy hay, còn nếu không có thì các bạn sẽ cảm thấy là nó tù túng, nó tối tăm, rồi nó không hạnh phúc, thì cái đó là không nên. Đối với anh là vậy, anh hơi thoải mái. Còn riêng với chị thì chị nói không. Đối với chị thôi nha, tại vì bản thân là con gái, với lại do cái góc nhìn của chị cảm giác là những cái đó nó không mang lại lợi ích gì cả. Mình có thể chơi nhiều cái nó tốt cho sức khỏe hơn. Không, thật sự em thấy là cũng có một số cái nó mang lại lợi ích về những cái mặt khác chứ. Cái quan trọng là cái chừng mực thôi. Chứ còn nếu mà có nhiều người như anh thấy nha, tại vì anh nó không tác dụng tới anh cái đó, nhưng mà nhiều người họ nói là có cái đó vô nó sáng tạo hơn. Đó. Đúng. Anh nghe nói là vậy, nhưng mà đối với anh thì anh chưa được trải qua cái quá trình sáng tạo dựa trên khói nên không biết. Nói chung là cái vấn đề đó sẽ dựa trên góc nhìn của mỗi người thôi. Trong quan điểm cá nhân của em thì em thấy chất kích thích thì nó có thể chia ra làm nhiều loại khác nhau. Nó chia ra làm cái loại chấp nhận được, cái loại nên cẩn thận một tí, cái loại tránh xa nó ra, với cả cái loại là nếu như mày thử thì mày nên chết đi. Thì em thường giới hạn bản thân ở hai cái mức độ dưới. Tức là cá nhân em thấy thì có những thứ, tức là có những cái chất kích thích nó đúng là nó đem lại những cái tác dụng có lợi cho mình. Nó có thể làm cho các cơ quan của mình điều hành tốt hơn này kia, nó làm cho mình sáng tạo hơn này kia, nó cho em rất là nhiều nguồn cảm hứng. Nhưng mà ngược lại thì em cũng tự thấy là chính vì em đã có trải nghiệm với những cái đấy nên em phân biệt được cái nào tốt cho mình và cái nào không tốt cho mình. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái chất kích thích thì trong một cái thị trường mà không được kiểm soát thì đương nhiên là cái giá của nó không hề rẻ. Và cái chuyện em chi tiền ra thì em có thể chi tất cả những cái đấy ở trong cái mức của em. Nhưng cũng có rất nhiều người động vào những thứ ở cái tầm trên ấy và người ta nghiện, người ta gây ra những cái ảnh hưởng cho xã hội, thì đấy mới là cái mà đáng lên án. Chứ còn nếu như mà mình biết mình đang làm gì và mình biết cái giới hạn của mình ở đâu thì nó cũng không xấu. Đó. Mình cũng như Sơn ý. Mình cũng ở trong cái tầng 2, cái tầng dưới thôi. Có khi chưa được đến tầng 1 ý. Nên là các bạn đừng hiểu lầm mình nha. Cái ý mình giống y hệt Sơn. Mình còn thấp hơn cả Sơn cơ. Nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Ai biểu em giải thích ra vậy? Chứ? Em giải thích ra vậy chị nghi ngờ hơn á. Không, phải đính chính. Phải đính chính. Chứ vừa nãy em bị hố rồi. Lỡ lời. Rất hay đính chính, rất hay bóc phốt. Nên là biết là nếu mà mình bị lỡ cái gì thì mình sẽ bị bóc phốt như thế nào á. Nên mình phải bịt trước. Kiểu như vậy. Không, nhưng mà cái ánh sáng của cái clip thì bóc hút là đúng rồi. Trời ơi các bạn ơi, tức nghĩa là cái lần đầu tiên mà cái anh Ân khủng long xanh này anh ấy mời mình thì anh gửi cho mình những clip, ủi mình thấy đẹp lắm, chất lắm. Tức nghĩa là nó có những cái vai mà nó rất là trưởng thành, nó khác với cả cái hình ảnh của mình hồi trước. Thì mình nhận lời và khi mình quay về các bạn thì mình rất là vui, mình rất là háo hức, mình cảm thấy an toàn. Tại vì cái lúc quay các bạn thì anh ấy có cho mình check hình ảnh trước. Sau đó tự nhiên đến nửa buổi, hình như mặt bé Công không rõ, hình như là mặt bé Công hơi tối thì phải. Thế là anh ấy đem nó ra một cái đèn mà mù mắt mình ra, chốc thẳng vào chính diện. Thì lúc đấy mình không được check nữa, thì mình cứ hân hoan mình đi về thôi. Thế bẵng đi khoảng 1-2 tuần sau thì anh ấy mới gửi cho mình cái clip đó. Và mình thấy không ổn, có vẻ là không ổn rồi. Và mình có nhắn tin, mình bảo anh ơi, anh có thể sửa lại giúp em được không? Như này không thể chấp nhận được. Nó vỡ, rồi là nó tím. Và bao nhiêu cái khuyết điểm của mình nó cứ phô trương lên một cách phải gọi là maximum. Thì
anh ấy cứ rep là đẹp dai mà thôi, rồi là Limino, nói chung mình chán, mình cứ cầu mong thì thôi, đừng viral, thôi, tương tác như thế thôi, và nó viral. Các bạn, không chỉ một clip mà ba clip, thì mình thử hỏi các bạn, nó có tha thứ được hay không? Như mình là không rồi đấy. Nhưng mà bù lại nó viral mà em. Không. Nói chung là cái vấn đề này là đây chắc là cũng lần đầu tiên là có những cái chuyện mà bóc phốt ngay tại cái bên chính chủ luôn. Chả bóc phốt cái này thẳng mặt luôn. Thì anh cũng không biết, chắc là cái gu hình ảnh của anh nó ở cái thời điểm đó nha. Không phải là thời điểm này. Sau cái clip này anh không biết anh còn sẽ làm hình ảnh em như thế nào sau cái màn bóc phốt của em. Anh đừng nghi ngờ bản thân thế. Nói chung cũng lo đấy các bạn. Những cái khoảnh khắc mà mình đang nói chuyện với các bạn ở đây, thật sự mình không biết là nó có an toàn hay không. Mình không được trách. Và các bạn thấy đấy, một cái chàng trai mà chán đã nhăn như vậy rồi mà lại còn mặc một cái áo khủng long xanh thì các bạn có lo về gu thẩm mỹ không ạ? Chứ mình thì mình lo đấy. Ok, thôi hết bóc phốt rồi nhỉ? Ừ, hết rồi. Thì quay lại cái khoảng gọi là chất kích thích hồi nãy. Thì anh chỉ vấn đề anh muốn nói với các bạn cái này thôi. Đó là chất kích thích nó cũng, mọi người cũng dễ nhìn giống như là, nó giống như là mỹ phẩm á. Mọi người bỏ cái gì lên mặt của mình, bỏ cái gì lên da của mình, mọi người cần phải biết được cái chất đó là chất gì và nó gây như thế nào cho chính da. Chính xác rồi. Đó. Thì về cái chất kích thích nó cũng vậy. Mọi người cần phải biết được cái đó là gì. Chứ bây giờ cấm á, thì chắc chắn cấm không được. Tại vì cấm kiểu gì nó cũng có cách để mà các bạn tìm được cái nguồn để các bạn lấy, để các bạn chơi thôi. Nhưng mà cái mà mình khuyến khích các bạn là tìm hiểu nó trước. Nó gây cái gì cho bản thân. Rồi sau đó hẳn cân nhắc để đưa vô trong người của mình. Thế thôi. Thế như em là em không thích người ta xài xung quanh em đâu nhá. Tại vì khói đồ các thứ đồ nó cứ phả vào mặt em là em bị đau tim á. Em bị hồi hộp, em không thích cái khói đấy. Em hướng nội mà, em hướng nội. Đây là thường thường bạn bè của em là tuyệt đối là không có được xài cái thứ đó. Nhân nghe công nghe thấy đau họng à? Nghe thấy hài quá. Ôi, chỉ viêm amidan à. Cho họ thế. Say là trước mặt phụ huynh là nhiều chuyện xảy ra đấy đối với em đấy. Em nghĩ là em trong mấy cái bữa tiệc gia đình các thứ em uống với bố em các thứ xong em hơi say thì có được tính là say không? Không được, cái đấy thì bình thường. Đó là đúng rồi đấy, cái là đúng á, là say với phụ huynh đấy. Là anh là anh không biết uống rượu bia cho đến khi là cho đến thật sự là cái lần lớp 9 đó là mọi người kiểu khích nhau chơi với nhau thôi, chứ thật sự là mình sau đó thì anh là người nghiện nước ngọt. Mọi người biết là anh có thể uống nước ngọt rất nhiều. Anh uống ngang với bia ấy, giống như là người ta uống xuống chai nào là anh có thể uống nước ngọt như vậy. Thì đến một cái thời điểm mà mẹ anh thấy là uống nước ngọt có vấn đề rồi, thôi con chuyển qua bia đi giùm mẹ. Để nó ít ra nó cũng đỡ hơn nước ngọt. Đấy, con uống bia đi. Đúng rồi, mà mẹ anh rất là khuyến khích anh uống bia để thay nước ngọt. Không, nhưng mà anh có đồng ý với em không? Mọi người có đồng ý với cả công Ken không? Tức nghĩa là nếu mà nó tùy thuộc vào cái mức độ thân thiết của bạn với cả bố mẹ bạn đến đâu, tức nghĩa là tùy thuộc vào cái mức độ hiểu nhau đến đâu á. Nếu mà bạn với bố mẹ bạn có một cái quan hệ nó gần như là bạn bè với nhau ấy thì nó vô cùng là thoải mái, nhưng đa phần ở ngoài miền Bắc các bạn thì cái việc đó nó hơi hạn chế. Là hầu như là không được ngồi với ba mẹ. Không phải không được ngồi với ba mẹ mà không có được sử dụng những cái thứ đó trước mặt ba mẹ. Rất là nghiêm khắc. Còn chị thì sao? Cái đấy thì em, cái này em phải không đồng ý với cả công rồi. Bởi vì em thấy không nên quy cái chuyện này về vấn đề vùng miền. Tức là tùy người, mỗi người người ta có một cái quan điểm khác nhau. Mỗi người có một cái, em là người Bắc mà công bảo là ở Bắc thì em quên, là người Bắc. Quên, chết. Xin lỗi chính đi. Không, xin lỗi đâu. Không, cái này không có gì sai để mà xin lỗi. Nhưng mà ý cái là quan điểm mà. Bởi vì trong quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ là do mỗi người mỗi khác. Có thể là do bố mẹ này thoải mái, bố mẹ kia không. Nhưng mà cái mà mình nói là vấn đề là số đông ấy. Thì anh thấy thật. Anh thấy nói thật, anh là một người đi ra Hà Nội công tác cũng tương đối nhiều. Thì anh thấy là ngoài đó thì họ cứng hơn. Ở trong này nó là năng lượng của thoải mái, năng lượng của hội nhập nhiều hơn. Nhưng ngoài Bắc họ phải giữ được cái phong tục, họ phải giữ được cái nguồn gốc cốt cách hay là văn hóa của Việt Nam. Thì họ bắt buộc họ phải làm điều đó. Đó là số đông thôi, cái cảm nhận là đúng. Nhưng mà nó là không đúng trong mọi trường hợp thôi. Còn chị thì sao này? Riêng gia đình của chị thì khá là thoải mái. Cái mối quan hệ giữa chị với lại ba mẹ khá là, gọi là sao ta, friendly, như bạn bè với nhau.
và ba mẹ cũng rất là kiểu hiện đại, ba mẹ hiểu tất cả mọi vấn đề nên là chị rất là thoải mái vấn đề đó với ba mẹ. Mà chị còn thậm chí hay rủ ba nhậu lắm. Chưa bao giờ nhậu xỉn với phụ huynh nha. Nhậu phụ huynh nhậu không có vui. Nhậu tới cái nợ gì? Thường bạn bè là nhậu tới cái lúc mà đưa bí mật ra. Đưa bí mật ra ngồi bắt đầu chém với nhau. Nhưng phụ huynh thì tới lúc đó mày có bồ chưa? Em xin lỗi. Nhưng mà hình như đây là chương trình cho là Gen Z nên là em xin lỗi, em không thích nhậu với người già. Không, thật sự là em với bố em đều dị ứng với cồn mọi người ạ. Là hai bố con cái tiểu lượng kém lắm. Còn mẹ em là cứ dô thôi. Mẹ em là cứ dô thôi. Đâu rồi? Hai bố con chúng mày đâu rồi? Lặn mất đâu rồi? Tức nghĩa là khi mà uống cùng với cả bố mẹ em thì thường thường em không uống. Nhưng mà nếu mà uống cùng với bố mẹ em, uống cùng với những người khác ấy, thì thường thường mẹ em sẽ là người gánh tim. Gánh tim. Còn bố em lúc nào cũng cứ uống được mới có nửa cốc và thấy gân cổ thứ đỏ hết lên rồi. Xong rồi là mệt. Nói chung là cứ ngồi thôi. Là mẹ gắn trên mọi mặt trận luôn đúng không? Đó, nên là em hưởng cái say nó. Nữ hàng ngoại giao của gia đình. Cảm ơn từ nãy đến giờ các bạn đã lắng nghe chúng mình xàm chương trình Mi Postcard Gen Z chả biết gì. Các bạn nhớ là nếu có thấy chương trình này hay á và bổ ích á thì các bạn hãy like và subscribe cho kênh Mi Podcast và tất cả các nền tảng của Metaverse Entertainment. Hoặc là các bạn cũng có thể để lại comment hoặc là các bạn email cho chương trình để các bạn muốn là một trong những cái người xuất hiện được trong chương trình của Gen Z chả biết gì. Ngồi chung với câu nè để nó bóc phốt. Ok, xin chào mọi người.